Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ đến xử lý một cái quạt ở trong cái kho này. Thì người ta báo là bây giờ cắm điện nó bị loạn phím. Thì bây giờ mình sẽ cậy ra cho các bạn xem nhé. Đây là quạt điều hòa này. Ok nha, sau khi mình đã tháo cái mạch ra thì mình sẽ cắm lại cho các bạn xem này. Đó, thì cái này đèn nó đang bị sáng loạn này. Bình thường khi bật lên nó chỉ có đèn nguồn sáng thôi. Còn những cái đèn này tắt hết, những cái đèn này khi chúng ta bấm chế độ thì nó mới chạy. Tuy nhiên là bây giờ bấm chế độ là chỉ còn hẹn giờ thôi, còn những chế độ khác đều không được. Thì cái này nó đang bị hỏng mạch, mình sẽ tháo ra mình kiểm tra nhé. Sau khi mình tháo ra này, nó vẫn bị như vậy, đúng không? Bây giờ mình sẽ kiểm tra qua một chút về những cái linh kiện này. Đấy. Nhìn sơ bộ thì nó còn khá là mới, không có vấn đề gì cả. Cái mặt trước này, mặt sau này, còn rất là sáng này, không chỗ nào có biểu hiện gì nó bị cháy hay là nó bị đen hay là nó bị sao cả, đúng không? Thì những cái mạch này thật ra là mình cũng sửa khá là nhiều rồi. Thì mình nghĩ ở đây là nó bị dò cái con đèn led này, những cái đèn led này, nó bị dò nhé. Nó vẫn sáng, tuy nhiên là nó bị dò. Đèn led nó cũng như là một con diode thôi, tuy nhiên là nó có phát sáng được. Đấy, nó bị dò thì bây giờ mình sẽ kiểm tra những con led này. Đấy, bây giờ mình phải tháo những cái con led, đèn led này ra để kiểm tra này. Thường thì nó chỉ có dò 1-2 con thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tháo cái đèn led này ra kiểm tra từng con cho các bạn xem nhé. Đấy, đây thì mình đã tháo hết những cái đèn led ra rồi này. Thật ra đo trên mạch thì nó không chính xác cho nên là mình phải tháo nó ra. Đây, đây tháo ra này. Bây giờ mình sẽ đo nhá. Đo đồng hồ thì các bạn lưu ý là đo thang nhân 1 thì nó cũng không chính xác đâu. Tốt nhất là để thang 1K. Đấy. Thì nếu mà nó không dò thì là một chiều lên, một chiều không lên. Các bạn biết rồi đúng không? Một chiều nó sẽ lên. Nó như diode mà một chiều nó sẽ không lên. Còn cái con led nào mà cả hai chiều nó đều lên thì là nó bị dò nhá. Lên ít hay lên nhiều thì nó đều bị dò. Đó, thì mình sẽ đo cho các bạn xem nhé. Này. Đây. Đồng hồ nó không lên, một chiều không lên này. Một chiều nó sẽ lên. Này, các bạn thấy chưa? Đây, mình sẽ kiểm tra này. Còn con nào mà nó hỏng thì nó sẽ thông hai chiều. Đó, một chiều lên và một chiều không lên. Đấy, nhìn thấy con này chưa? Con này nó sẽ lên, nó lên rất là nhiều luôn. Lên hết kim luôn cả hai chiều này, mình xoay lại này. Đây, con này thì sẽ bỏ ra ngoài nhé. Đấy, nó chỉ lên một ít thôi. Và lên nó lên đèn nó sáng luôn nhé. Đó, thấy chưa? Đấy, không lên này, một chiều lên này. Ok, đấy, một chiều lên này, chiều kia không lên. Đó, con này đã chết rồi. Con này thông rất là nhiều luôn. Đấy, cả hai chiều nó thông thì nó sẽ bị chết. Bỏ ra ngoài. Đấy, thì sau khi mình đã kiểm tra hết tất cả những con led này thì mình thấy là có hai con led này nó bị dò. Đó, hai con này nó bị dò và bây giờ mình phải thay. Thay thì các bạn sẽ tìm cái led nó tương tự nhá. Đấy, hoặc là có những cái mạch mạch quạt cũ như thế này này. Đấy, cái con này thì nó đang bị hỏng IC này, hỏng IC. Thì mình sẽ đo một vài con led ở trên cái mạch này. Để mình kiểm tra nếu mà nó sống nó ok thì mình sẽ thay sang cái mạch kia xem tình hình mình như nào nhá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tháo cái con led ở cái mạch này ra này và đo kia xem có nó còn dùng được nhá. Đây, bây giờ mình tháo được 3 con này. Đấy. Đấy, nó một chiều lên này, một chiều không lên là được. Được con này. Thử thêm một con nữa. Ok. Sau, một chiều lên, một chiều không lên. Ok, thì bây giờ để mình
mình hàn vào cái mạch này nhé, xem kết quả như thế nào. Đó, khi các bạn hàn cái led vào trong mạch thì các bạn chú ý cái chiều nhé, chiều âm dương của đèn led nhé. Nếu mà hàn ngược là không được và nó sẽ không sáng nhé. Đây, ví dụ như đây là ký hiệu của nó này, đầu trên này sẽ là dương này. Ok, đây đầu trên là dương này, đầu dưới là âm này. Đấy, chúng ta phải lưu ý cái con led này hàn vào đúng chiều của nó này. Đấy, sau khi mình đã hè hàn xong tất cả những con đèn này, đây, bây giờ mình sẽ cắm thử cho các bạn xem nhé. Đấy, sau khi đã hàn xong thì mình sẽ cắm lại cho các bạn xem này. Ok, đấy, đèn nó sáng này, bấm nút nhé. Bình thường nó chỉ có một cái đèn nguồn sáng thôi. Đấy, chúng ta bấm nút này, tốc độ này, hẹn giờ này. Đấy, chế độ lạnh này, báo thiếu nước này. Ok, như này là ok đấy. Đấy, sau khi mình đã lắp lại vào hộp thì mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa cho chắc nhé. Ok, đây, làm lạnh này, đang báo thiếu nước này, tốc độ này, hẹn giờ này. Đấy, như vậy là cái mạch này đã ok rồi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Có vấn đề gì hay có câu hỏi gì các bạn có thể comment phía bình luận hoặc là gọi điện theo cái số Zalo đang hiện trên màn hình nhé. Xin chào.